Chào mừng các bạn đã đến với kênh Red Karin. Hôm nay ta sẽ cùng đến với các mini game trong Whimsical Water. Nhân vật của tôi ngày hôm nay là Mario. Ta bị trừ 2 lượt đi. Chúng ta cùng đến với các mini game mở gương. Tôi sẽ chọn chiếc gương số 5. Hay không may cho người bạn Vario.
chúng ta cùng đến với các thử thách đầu tiên của Boss Bowser. Không, chúng ta đã đánh mất 3 trái tim. Thử thách ngày hôm nay của chúng ta sẽ không dễ dàng để chúng ta vượt qua. Chúng ta lại tiếp tục đến với các thử thách của Boss Bowser một lần nữa. Chúng ta vừa đủ số điểm để vượt qua thử thách. Let's do it.
Lần này tôi sẽ chọn chiếc gương số 4. Lại là hay không mai cho những người bạn của chúng ta. Hôm nay chúng ta liên tục vào được những thử thách đầy khó khăn không? Chúng ta đánh mất một trái tim. Chúng ta lại bị trừ 2 lượt đi. Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ rất khó khăn đây. Chúng ta lại bị trừ 2 lượt đi một lần nữa. Các mini game mở gương một lần nữa. Lần này tôi sẽ chọn vị trí số 3. Lại là
cá. Hôm nay có vẻ như vận may của chúng ta không được tốt cho lắm. Luôn gặp những thử thách và trắc trở rất nhiều. Tiếp tục đến các thử thách tiếp theo của Bowser. Chúng ta phải nói lời tạm biệt với người bạn Waluigi thôi. Có vẻ như thử thách hôm nay của chúng ta rất khó khăn. Hay da, cái gì vậy? Chúng ta lại bị trừ 4 lượt đi. Chúng ta vừa thấy được một tia sáng hy vọng. Thank you.
Thật may mắn là chúng ta vẫn còn hai trái tim. Chúng ta phải nói lời tạm biệt với người bạn Luigi và Vagio. Mario time. Yeah. Hy vọng rằng chúng ta tìm được con boss có chứa ngôi sao vàng. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối đây. Tôi sẽ chọn con boss số 3. Yes! Chúng ta cuối cùng đã tìm thấy được ngôi sao vàng và giành được chiến thắng trong ngày hôm nay. Đôi khi chỉ một lần, chúng ta chỉ cần một lần may mắn là đủ để có thể giành được chiến thắng. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp các bạn vào các video ngày mai.